Long xin giới thiệu với anh em là những cái món quà mà Long có thể dành tặng cho anh em ha. Đây là những cái nhánh cỏ, gọi là cỏ phao hay cỏ thái, cỏ gà, cỏ vịt gì đó. Thì nói chung anh em chơi cá thì rất thích cái loại cỏ này. Đây là một ha. Rồi Long cũng có rất nhiều rong bèo nữa. Đó, rong bèo. Thì những cái món này nếu mà anh em mình không cần thì nó không có là gì hết, nó là rác thôi. Nhưng mà nếu mình cần thì nó rất là quý ha. Thì khi mà anh em mua cá nè, hoặc là anh em mua Artemia bên Long, anh em mua bất kỳ cái sản phẩm nào bên Long thì anh em cứ nói Long một tiếng, Long sẽ tặng cho anh em ha. Này, hàng này là hàng để dành tặng cho anh em nha. Rồi, chào mừng anh em trở lại với đợt cá thủy sinh ngày 19 tháng 5 của Shop Beta Bình Dương. Thì cách đây mấy bữa Long có lên một đợt cá giống và đáng ra cũng có mini game cho anh em chơi, nhưng mà mini game tặng cá thì bị lỗi, cho nên là Long tranh thủ Long lên một cái đợt cá thủy sinh mới để cho anh em nhân tiện là kèm cái mini game cho anh em chơi. Đó. Thì bây giờ mời anh em cùng xem đợt cá lần này. Rồi mini game thì ở phần cuối video thì Long sẽ công bố cái thể lệ nó cụ thể hơn á, nhưng mà nói chung là cũng giống như những cái mini game lần trước thôi. Rồi, đầu tiên Long có một cái bầy Nemo thủy sinh anh em ha. Thì Nemo thủy sinh thì xưa giờ giá Long bán thì vẫn như cũ thôi, không có gì thay đổi hết á. Một con là 30k nha anh em. Thì mặc dù là thủy sinh nhưng mà cá này nó lên màu cũng 70-80% hết rồi. Đó. Nói chung cá thủy sinh Long thì cũng size nhỏ thôi. Anh em mình lấy về thì một tháng sau ép là được ha. Đó, cứ trừ hao cho Long tháng đi. Tất nhiên có nhiều con nó cũng căng trứng rồi, nhưng mà mình cứ chốt là một tháng sau là ép cá ép được đó, vậy cho dễ ha, tại vì không có sai lớn. Rồi thì Nemo mình lấy kết hợp với những dòng cá khác thì rất là ok luôn anh em ha. Rồi thì tiếp theo Long có một cái combo yellow fancy đó, thì Long sẽ bắt lên đây cho anh em xem cho dễ ha. Mình nhìn vậy thôi chứ cũng vàng dữ lắm anh em ơi. Đó, nó hơi đây đó, anh em thấy không, vàng khè luôn đó. Rồi thì nói chung là mình một cái combo như vậy thì cũng phải có vừa là thịt vàng thịt, rồi vừa có vảy nữa nha anh em. Đó, ví dụ như là ở trên cái vợt của Long đây có cái con cá giạc này thì không tính ha. Đó, con này không tính nha, con này cá giạc rồi. Long chưa lựa cá giạc thôi. Rồi ok, đó. Thì nói chung cá này cũng được khoảng tầm hơn 2 tháng rồi, nhưng mà mình cứ tính là phải về dưỡng thêm một tháng mới ép được anh em ha. Yellow Fancy Long có hai bầy, nói chung tất cả những cái dòng cá mà Long đang thủy sinh đó, Long đều có hai bầy hết, thì anh em cứ lựa thoải mái, Long có các bầy cho anh em luôn ha. Anh em thấy là những con trống ở bên phải á, là nó khá là to nhưng mà mái thì nó còn nhỏ, cho nên là mình đang mua cá thủy sinh chứ không phải mình mua cá giống, thì anh em lưu ý giùm Long là một tháng sau mới ép được anh em ha. Như con mái ở trong cái vợt nè, nó cũng còn khá nhỏ cho nên là một tháng sau mới ép được. Dùng cá thủy sinh anh em về giữ ưng thế dùm Long nha. Tất cả các cái dòng cá thủy sinh mà Long đăng lên cho anh em, trừ cái thằng Mabo thôi. Mabo thì nó có già tháng hơn tí xíu, Long quay cho anh em xem. Rồi ở bên cái cống bên đây Long có Red Fancy nè. Red Fancy anh em thấy là nó lột thịt rất là nhiều. Và Yellow Fancy, nói chung thì Red Fancy với Yellow Fancy là Long bán bằng giá luôn. Nhưng mà bữa nay á thì có một cái là cái số lượng trống mái của Long nó hơi bị chênh lệch, trống nó nhiều hơn mái, cho nên thì Long sẽ bán là Red Fancy. Red Fancy và Yellow Fancy thì trống Long sẽ tính là 30.000 một con, còn mái thì Long sẽ tính là 40.000 một con anh em ha. Để anh em nào mà có mua bên, ví dụ như thường anh em sẽ lấy trống nhiều hơn thì cái giá đó nó sẽ lợi cho anh em mình hơn đó. Còn nếu như mà anh em mình lấy mái nhiều hơn thì thực sự là do cái số lượng mái của Long hơi ít, cho nên là Long phải bắt buộc Long phải tăng giá lên mái hơn chút, thì thực sự là cũng tăng có 5.000 thôi à, chứ cũng không có nhiều. Nói chung là Red Fancy và Yellow Fancy. Yellow Fancy cũng vậy luôn. Yellow Fancy cũng vậy luôn, trống là 30 mái 40. Red Fancy cũng vậy, trống là 30 mái là 40 anh em ha. Đây là cái bầy Marble anh em ha. Marble thì size nó to hơn mấy con kia, tại vì nó già tháng rồi, mấy con kia khoảng tầm 2 tháng rưỡi. Marble này là được 3 tháng rồi anh em ha. Đó, Marble trắng xanh. Thì nói chung cá này khi mà để càng lâu thì giá nó sẽ càng cao lên nữa. Thì bây giờ thì nó vẫn Long vẫn bán giá bằng mấy cái đợt cá trước ha. Rồi mấy đợt trước thì Long cũng có đăng cái dòng này rồi. Thì bây giờ mình sẽ được chưa? Bây giờ mình Long vớt thử cho anh em xem trước đi. Rồi sau đó mình sẽ vớt một cái combo mà nhiều con. Đó, mình sẽ vớt một combo nhiều con để anh em coi là khi mà mình lấy đủ dòng thì nó sẽ như thế nào ha. Đó, ví dụ đây là hai con Marble này ha. Rồi bây giờ mình lấy thêm mấy con khác nữa đi.
Rồi thì đây là một cái thau mà Long bắt đủ các dòng cá mà nãy giờ Long giới thiệu, Long đang chuẩn bị gửi cho khách đây ha. Thì anh em thấy là có Yellow Fancy, Marble, Red Fancy và Nemo. Đó, thì Long bắt cho anh em, ví dụ anh em lấy hỗn hợp thì Long cũng sẽ bắt cho anh em chất lượng cá nó y chang như vậy ha. Cá thì Long có nói lúc nãy là khoảng tầm một tháng nữa mình mới ép được. Đó, anh em về nuôi thủy sinh rồi từ từ rồi mình ép ha. Anh em có thể lấy hỗn hợp nhiều dòng cá đủ màu sắc như vậy, hoặc là anh em lấy một dòng hoặc hai dòng gì cũng được, cứ đủ 10 con là Long sẽ ship cho anh em đây ha. Rồi bây giờ Long sẽ đi đóng mớ cá này cho khách đây. Cá thì vẫn còn nhiều ha, anh em nào đến trước đến sớm thì sẽ có cá đẹp ha. Thì Long đăng cái lô này là lô thủy sinh để anh em mình về nuôi thả chung trong một cái hồ. Thì tất nhiên khi mà mình nuôi beta thì cá trống thì nó sẽ đẹp hơn cá mái, nhưng mà có một điều rất là thiệt thòi dành cho người mua cũng như là người bán cá beta. Khi mà anh em muốn nuôi thủy sinh á thì những con cá mà Long bán cho anh em á, là cá khoảng tầm 2 tháng mấy Long vớt từ dưới hồ lên Long bán cho anh em. Thì lúc mà nó còn ở chung dưới hồ á, nó chưa có cắn nhau, nhưng mà ship Long ship cho anh em thì từ 1 cho đến 3 ngày thì đến tay anh em là nó đã lạ mặt nhau rồi. Thì khi mà mình thả chung vô trong hồ á, là sẽ những cái con cá mà nó những con trống á, nó sẽ có khả năng rất cao là tụi nó sẽ cắn nhau, tại vì nó lạ mặt nhau rồi đó. Còn cá mái thì gần như là nó không cắn, cá mái thì 99% mà nó không cắn. Nhưng mà ngặt cái là khi mình lấy cá mái thì nó sẽ không đẹp bằng cá trống đó, cho nên là Long cũng sự thật sao thì Long nói vậy, Long cung cấp đầy đủ thông tin để anh em mình cân nhắc ha. Thì cái giải pháp cho cái việc này là khi mình lấy về thì mình cứ thả chung vào trong một cái hồ thật là rộng đó, anh em thả chung hết vào trong một cái hồ rộng, anh em thả nhiều rong bèo lục bình gì đó cho nó che bớt, nó đỡ thế nhau. Và khi mà nếu mà lỡ mà cá mà nó có cắn nhau á, lỡ mà cá trống mà nó cắn nhau dữ quá thì bắt buộc là anh em mình phải tách ra, anh em nuôi riêng từng con, giống như là ở trên kệ mà anh em thấy vậy đó. Rồi còn cá mái á, thì mình nuôi chung được đó. Thì thực sự là khi mà mình nói cái điều này ra thì có thể là anh em sẽ doanh số của shop nó sẽ giảm xuống, tại vì anh em ngại nó cắn thì anh em không mua, nhưng mà Long bắt buộc phải nói thôi. Thì cái nhiệm vụ của Long là phải tư vấn rõ ràng để cho khách dễ đưa ra quyết định ha. Nói chung là cá này Long bán là để mình nuôi chung, nhưng mà anh em cân nhắc là nó có thể đá anh em ha. Tùy mình có thể, hoặc là mình lấy về một tháng sau mình ép cũng được, hoặc là như Long nói lúc nãy cứ thả chung vô rồi con nào đá mình tách riêng ra anh em ha. Rồi tờ tiền của mini game lần này sẽ là tờ 10.000 ha. Anh em sẽ dự đoán hai số cuối số series tờ 10.000. Thì hôm nay là ngày 19 thì anh em sẽ dự đoán đến hết ngày 21 đi. 19, 20, 21 đó, anh em sẽ dự đoán đến hết ngày 21 tháng 5. Thì cái bình luận nào mà đến sau ngày 21 tháng 5 á, từ ngày 22 trở đi á, thì Long sẽ không tính ha. Mỗi người thì chỉ bình luận một lần thôi, thì anh em dự đoán theo cái cú pháp mẫu này ha. Anh em nào làm đúng theo cái cú pháp thì Long mới tính cái bình luận đó ha. Còn anh em nào mà dự đoán đi cái cú pháp không có đúng như cái mẫu này thì Long xin phép là không có công nhận cái bình luận đó ha.